chúng ta sẽ là bài bạn chia hai nhé. Trước hết thì mình đến với phép nhân nha. Mỗi tấm bề có hai chấm tròn. Hỏi bốn tấm bề có mấy chấm tròn vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ mình đố bạn. Trên các tấm bề có 8 chấm tròn. Mỗi tấm bề có 2 chấm tròn. Hỏi, có mấy tấm bề vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Muốn biết có mấy tấm bề thì bạn thực hiện phép chia nha. Vậy là từ phép nhân chúng ta đã có thể viết thành phép chia rồi đó bạn. Mình có phép nhân này, bạn hãy hoàn thành đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Từ phép nhân này, bạn hãy viết thành phép chia 2 đi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Giờ thì bạn hãy giúp mình hoàn thành bảng chia này nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay rồi đó. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Vậy đố các em, mỗi bạn được mấy cái kẹo? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.